Sáng ngày 22 tháng 10, phiên tòa xét xử 7 thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và gần 50 chủ xe, doanh nghiệp đã tuyên án. Hội đồng xét xử khẳng định qua các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và xét hỏi công khai tại tòa đã đủ căn cứ khẳng định 7 bị cáo nguyên là thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phạm tội nhận hối lộ, gần 50 chủ xe, doanh nghiệp tài xế phạm tội đưa hối lộ. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên mức án tổng cộng 71 năm tù đối với nhóm thanh tra nhận hối lộ, trong đó cựu thanh tra viên Lâm Hữu Trí lãnh mức án cao nhất với 20 năm tù, 6 người còn lại lãnh từ 6 đến 11 năm tù. Đối với 48 bị cáo được hối lộ, tòa tuyên mức án từ 2 đến 5 năm tù, trong đó có 12 án giam, 36 người còn lại được hưởng án treo. Hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa đã thể hiện trong quá trình làm nhiệm vụ, bảy bị cáo là thanh tra viên của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm luật nhận hơn 6 tỷ đồng tiền hối lộ của hàng chục doanh nghiệp vận tải, chủ xe. Mục đích của nhận tiền là để bảo kê cho xe quá tải, quá khổ, xe không bị dừng kiểm tra, trong đó riêng Lâm Hữu Trí nhận hơn 5 tỷ đồng.